khác xưa. Anh hôm nay đang mộng mơ về một người mà khác em bây giờ. Cứ thấy anh im lặng bên em, chẳng nói cười như trước, vòng tay chẳng như xưa. Hôm nay anh không nắm tay, hôm nay môi hôn nhạt phai và nụ cười xanh tiếng thở dài. Phút bên nhau tựa như băng, lạnh giá và tê buốt, rồi tan chảy thành nước mắt của em. Người muốn chia tay phải không? Muốn quên em phải không? Anh đừng ngại ngùng cả nói cùng em. Em sẽ ra đi mà, em sẽ không sao mà. Chỉ là em có cười mà sao nước mắt vẫn cứ rơi? Vì biết anh bên cạnh em sẽ không.